Mình chào anh em, mình giới thiệu anh em ba cái đèn mình treo đèn dầu, mà dạng đèn này cũng nó khá xưa xưa thôi chứ nó cũng không có xưa lắm. Đèn này full bằng thau hết, từ cái giá này xích này bằng nguyên con là bằng thau hết. Dầu cây này thì mình châm bên trên này nè, châm dầu lên trên này. Đó, mình châm dầu trên này, mình đốt cái này thôi, bình là lặn hết bằng thau hết. Cái này cũng vậy, cái này thì khi mà anh em làm tim á, anh em đừng có làm, tại mình làm ẩu rồi, làm tim thì anh em cho tim lọt bên dưới luôn, đừng cho làm bên hông, tại vì bên hông này nó mau dẫn nước từ đây nó nhiễu ra ngoài. À, còn cái này thì nó chỉ một tim, này một tim, còn cái này được là được, nếu mà chịu làm hết này được 5 tim nè. Ví dụ như mình làm tim bên đây chéo qua được là 4 góc, 4 tim nè, này là 4 tim được nè. Đó, dưới này mình làm thêm một cái nữa, còn không mình không sử dụng cũng được, không sao hết. À, đấu lên cho anh em xem. Cái này thì nói chung bạc ti cái gì nhìn cũng lãng mạn. Còn trên này là gì? Đó. Nó có cái ấm này, tại vì cái tim này nãy mình chế xuống dưới này nè, nó bị chề cái môi á, nó đổ bên hông dưới này thôi, còn ấm lạnh lặn hết, không bị lủng gì hết. Anh em cứ việc là châm dầu về xài thôi. Nó nhỏ xíu thôi, ở trên lòng bàn tay mình đây. Mình đưa cái tỷ lệ cho anh em, giờ anh em biết này. Cái tim mà mình kéo lên thấp xuống tí xíu thì ánh đèn lửa nó sẽ nhỏ tí xíu. Mình thấy cảm thấy mình chỉnh sao phù hợp, mình có cái nhíp mình gấp lên chỉnh xuống. Bằng thao hết, anh em nào cần thì liên hệ mình. Tất cả cán bằng thao, xích bằng thao hết, mấy con này full thao hết. Rồi, xin chào anh em.